Trong những ngày này, hàng trăm công nhân, cán bộ, kỹ sư và nhiều thiết bị, phương tiện đang tăng tốc thi công dự án cầu Mỹ Thuận 2 để kịp về đích. Đến nay, dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu đã đạt 99% tổng giá trị xây lắp. Trong 5 gói thầu dự án thì 4 gói đã hoàn thành. Các hạng mục còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm hướng đến khánh thành. Thông xe dự kiến vào ngày 24 tháng 12 tới. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 có vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng bắc qua sông Tiền, khởi công vào tháng 2 năm 2020 với tổng chiều dài 6,61 km. Công trình có điểm đầu nối dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, điểm cuối kết nối cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Trong đó, cầu chính dài hơn 1,9 km, được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Việc đưa vào khai thác cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ sẽ kết nối hai dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tạo thành tuyến giao thông thông suốt từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ. Qua đó, giúp giảm áp lực cho tuyến quốc lộ 1 và cầu Mỹ Thuận hiện hữu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao đời sống người dân trong khu vực.